Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì trên mạng xã hội có nổi bật nhất là đề tài của Thích Minh Tuệ. Thì trong xã hội hiện đại thì với sự tu hành thì chúng ta đã biết đã có từ lâu theo tôn giáo của nhà Phật gọi là Phật giáo Việt Nam thì có chùa chiền và các thầy đi khất thực. Nhưng mà ở đây đặc biệt có thầy Thích Minh Tuệ từ Nam ra Bắc, mà thầy Minh Tuệ này đã khởi hành đi từ Nam ra Bắc vào năm 2018. Thì lúc đó qua 2019 thì bệnh dịch đã xuất hiện, thì có lẽ là thầy ngưng lại. Và hôm nay thì với sự theo dõi của cộng đồng mạng xã hội thì đã rộ lên những thông tin về thầy Thích Minh Tuệ, thì nhiều người rất là tán dương và cảm phục với cái tinh thần đạo đức tu theo hạnh Đầu Đà khổ hạnh của thầy, mà từ đó được nhiều người ái mộ, mà cũng có một số người cũng là có phần phản biện. Thành thử ra hôm nay theo nhận xét của cá nhân thì tôi thấy đi đâu thì thầy Minh Tuệ cũng quan hỷ và chỉ niệm A Di Đà Phật, và thầy phát biểu là thầy đang đi tu tập chứ không có là làm thầy ai hết, và cũng xưng bằng con. Thì tôi cũng xin nhân tiện trong clip video này thì tôi cũng xin giải thích thêm Nam Mô A Di Đà Phật là có ý nghĩa là như thế nào và ý nghĩa ra sao. Thì chúng tôi xin lần lượt có sự dẫn giải bắt đầu, và mời quý vị theo dõi. Nam Mô là tiếng Phạn, cũng đọc là Nâng Mô. Tào dịch có 6 nghĩa: cung kính, kính lễ, quy mạng, cú ngã, độ ngã và quy y. Nam Mô là từ thường đứng trước danh hiệu các chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Nam Mô nghĩa chính là quy y, như Đức Thầy đã giải thích. Ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp, như vậy cửa trường sinh bất diệt của các trò đã gặp nẻo. Nương đèn trí huệ ly xuất phàm trần, chán cảnh phồn hoa tìm nơi tịch tịnh. Nhưng các trò tuy lòng mộ đạo, chớ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi. Hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về của Phật. Y có nghĩa là dân theo lời khuôn mẫu. Vậy quy đồ Phật là nương nhờ của Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi giải tha, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh, giác ngộ điều gì chính đáng thì khá dâng lời. Cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Thế nên chữ Nam Mô có nghĩa là nương tựa trở về với Phật A Di Đà, trở về bổn tánh giác ngộ A Di Đà của chính mình như Đức Thầy đã dạy. Trước đài sen bát ngát hương đăng, hai chữ Nam Mô ấy lẽ hằng.
thế sự biến đưa bề lợi hại, tâm trần rửa sạch mới siêu thăng. Đến nghĩa bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà là tiếng Phạn, nguyên âm theo Phạn là Amitaha. Tạo dịch có hai nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất, vô lượng quang Phật, tức hào quang của Phật không lượng. Theo kinh A Di Đà Phật thuyết, Xá Lợi Phất bỉ quang Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu di A Di Đà. Nghĩa là, này Xá Lợi Phất ơi, hào quang của Đức Phật ấy sáng suốt vô song, soi đến các cõi mười phương, nhiếp hóa chúng sanh, không bị vật dục gì che ngăn. Vì vậy nên ngài A Di Đà, như Đức Thầy cho biết, A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Vậy là, kính thưa quý vị, chỉ là thầy Minh Tuệ đã quy y đồ Phật để nương nhờ cửa Phật. Phật làm cách nào thì ta làm theo cách nấy, Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện cách nấy. Thời thuở xưa, Đức Phật cũng từng đi khất thực để giáo hóa chúng sanh. Thì trong thời gian gần đây, khi thầy Minh Tuệ đã đầy đủ đức độ, thì mọi người cũng biết là đi theo đoàn khất thực của ngài, của thầy, để mà hưởng ứng, để tỏ tấm lòng, nghĩa là tôn kính với thầy Minh Tuệ, để tạo lập nhân duyên trở về cửa Phật. Đây là một người, theo chúng tôi nhận thấy, là có đủ đức độ để mà chúng sanh, hay là các, nghĩa là thành phần Phật tử, để hướng đi theo. Đây là một hạnh tu mà đầu đà của các vị thánh tăng ngày xưa đã từng tu tập. Thì ngày nay, như quý vị đã nhìn thấy, rất nhiều chùa cao Phật lớn đã có đầy đủ các nơi, nhưng mà ít ai tu theo cái hạnh này. Thì đây là cũng là một điều trở lại của Vô Vi Chánh Pháp ngày trước, mà cái hạnh Đồ Đà mà ngài Ma Ca Diếp đã từng, nghĩa là đi hành hóa khắp nơi, sau trở thành chánh giác chánh đẳng. Thì đây là thầy Minh Tuệ hôm nay đã đủ nhân duyên, được sự, nghĩa là ái mộ đông đảo của quần chúng và của Phật tử mà đến đây để ủng hộ thầy. Đây là một điều hiếm có trong thời gian hiện tại của thời Phật Pháp hôm nay. Và chúng tôi xin nói tiếp thêm về những cái nghĩa thứ hai là vô lượng thọ Phật. Tất nhiên là tuổi thọ của Phật không lượng. Theo kinh A Di Đà Phật thuyết, Hộ Xá Lợi Phất bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên A Tăng tỳ kiếp, cổ danh A Di Đà. Nghĩa là, này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia cùng với nhân dân trong nước ngài sống lâu đến vô lượng vô biên A Tăng tỳ kiếp, vì vậy nên hiểu ngài là A Di Đà, như Đức Thầy cũng bảo. Đường sanh mạng Phật ta cùng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Nói tóm lại,
A nghĩa là vô số, Di Đà nghĩa là vô lượng, Phật nghĩa là vô giác. Vậy niệm Nam Mô A Di Là Đà Phật là nương về giới bậc vô lượng giác, Ngài có đủ khả năng cứu độ chúng ta vượt dòng sanh tử, lên bờ giải thoát an vui. Chính Phật A Di Đà là bậc vô lượng giác, niệm Phật A Di Đà tức là niệm bản thể chư Phật trong mười phương, cũng như chân tánh của chính mình. Ngoài hai chữ trên A Di Đà Phật có thêm những nghĩa sau đây: vô biên quang Phật tức là hào quang Phật chiếu sáng, không biết đến đâu là cùng, chiếu đến đâu giải thoát cho chúng sanh đến đó. Vô ngại quang Phật, hào quang Phật chiếu suốt, không ngăn ngại đến các cảnh giới, không bị che ngăn, tự tại như hư không, chỗ nào cũng soi tới. Vô đối quang Phật, hào quang Phật trỗi thắng hơn hết, không có ánh sáng nào bị kịp. Diêm vương quang Phật, hào quang Phật tốt đẹp vô cùng. Thanh tịnh quang Phật, hào quang Phật luôn thanh tịnh trong sạch, không dính một mãi may nào. Quang hỷ quang Phật, hào quang Phật soi chiếu đến nay, người ấy luôn sanh lòng quang hỷ, vui sướng an lạc tột cùng. Trí huệ quang Phật, hào quang Phật luôn hiện diện đủ trí huệ, chiếu đến đâu sẽ đánh tan các mối tối tăm đến đó, chúng sanh trở nên sáng suốt minh mẫn. Nan tư quang Phật, hào quang Phật không thể suy lường được. Bất đoạn quang Phật, hào quang Phật chiếu suốt không có gián đoạn. Siêu nhật nguyệt quang Phật, hào quang Phật sáng hơn mặt trời mặt trăng. Vô xưng quang Phật, hào quang Phật tán thán mãi không cùng. Rời xa các tướng không ai lường cho nổi. Kính thưa quý vị, xin nói qua kiếp quá khứ của Phật A Di Đà. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm thí dụ Quá Thành có chép, Đức Phật A Di Đà kiếp trước Ngài là con của Đức Đại Thông Tri Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh pháp cho chúng sanh nghe nên thành Phật hiệu là A Di Đà, hiện ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Kế tiếp, theo kinh là kinh Quán Phật Tam Muội Hải chép rằng, đời quá khứ Ngài làm tỳ kheo, chăm lòng kính lễ, quán tưởng tướng lông mày trắng của Đức Phật Không Dương, nên được thọ ký thành Phật hiệu là A Di Đà. Theo kinh Vô Lượng Thọ, đời quá khứ lâu xa, cách hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ, vua cha là Nguyệt Thượng Lưng Dương, mẹ là Thủ Thắng Diệu Nhan. Dương hậu sinh ra 3 người con, người con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca, người con thứ ba là Nhật Đế Chủng. Khi ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Dương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi theo Phật, Thế Tự Tại Xuất Gia thọ tỳ kheo giới. Phật đặt cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật pháp 48 lời nguyện rộng lớn,
độ khắp tất cả 10 phương chúng sanh, nếu có một nguyện nào chẳng viên mãn thì ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy chư thiên ở các cõi trời đều mưa hoa cúng dường và tán thán. Quả địa cầu rung động giữa không trung, có tiếng khen rằng ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo chắc chắn sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà. Chúng tôi trở lại về thầy Thích Minh Tuệ. Vào khoảng năm 2018 thì thầy đã có một chuyến từ Nam ra Bắc để mà tu theo hạnh Đầu Đà, là tu khổ hạnh. Mình thì đi chân không, đi đến đâu thì quá duyên đến đó, khất thực. Và chỉ mỗi ngày thì ăn một buổi thôi quý vị à, nhưng mà khi khất thực thì chỉ đủ ăn trong ngày thôi, và cũng không nhận tiền, không nhận vật phẩm chi cho rườm rà hết nữa, mà chỉ là đủ trong ngày. Rồi thêm một phần nữa là thầy Minh Tuệ này là chỉ ngủ những gốc cây, hay là những nơi vắng vẻ, hay là hoặc là nghĩa trang. Thì từ cái duyên hành đạo như vậy thì ngày hôm nay thì thầy rất nổi tiếng. Thầy rất nổi tiếng là nhờ vào cái công đức tu tập. Cũng như hiện nay thì trong cái đất nước Việt Nam có rất nhiều chùa chiền. Chùa thì chùa cao Phật lớn, và các sư trong chùa thì cũng dùng phương tiện di chuyển. Thì nói tóm là các điều kiện rất là thuận tiện. Đôi lúc mà cũng phải là so sánh về điều kiện nữa quý vị. Thì ở đây nó rõ ra là so sánh về điều kiện phương tiện di chuyển cũng như là ngôi trí của chùa chiền rộng lớn, là phải chùa này phải hơn chùa nọ thì mới có sự cúng dường náo nhiệt. Và hơn nữa thì cũng có những vị sư cũng nói ra nhiều pháp bố thí, mà cái việc bố thí thì tùy theo cái tấm lòng của mỗi người, chứ không có pháp nào mà phải là bố thí tiền lẻ là có tội, và tiền chẳng là mới là có nhiều phước đức. Điều đó thì trái với luật đạo quý vị. Và cũng nhân cơ hội buổi nói chuyện trên video clip này, tôi xin kể một câu chuyện Phật giáo, chuyện khổ Phật giáo về hiểu đạo và tu đạo. Câu chuyện như thế này: có hai anh em nhà nọ cùng xuất gia theo Phật. Họ tu một thời gian thì từ từ tách nhau ra, mỗi người rẽ sang một đường lối khác biệt nhau. Người anh thì rất tinh tấn hành đạo, còn người em thì hết sức cố gắng học hỏi để hiểu đạo. Sau một vài năm, người thì sớm tối hành trì, người thì chỉ lo nghiên cứu, cả hai đều có chỗ thành đạt. Người anh thì chứng quả A-la-hán, người em thì đã thâm nhập ba tạng kinh điển của Phật Pháp. Tuy nhiên, người em thường cho mình là học rộng nghe nhiều, tự vỗ ngực khoe khoang tỏ ra thông minh, làm cho mọi người phải biết đến tên mình, cho rằng như thế mới là vinh dự. Khi người anh biết điều ấy, rất lấy làm lo lắng cho em, cảm thấy sự thành công của em mình không có triển vọng tốt đẹp, nên có lần khuyên nhủ rằng: thân người khó được, gặp Phật tại thế cũng rất khó. Chính Đức Phật đã có nói: cơ hội mất thân người thì ví như mặt đất mênh mông, còn cơ hội được thân người thì ví như chút bùn dính trên móng tay.
Bây giờ hiền đệ đã có thân người, nên lấy việc tu hành làm trọng. Việc tìm hiểu để sau, hiền đệ phải hết sức thận trọng, chọn lựa, việc ưu tiên mà làm. Người em nghe nói thế, không thấy anh mình có lý nên bỏ ngoài tai, còn bác bỏ rằng điều huynh nói để nghĩ không hẳn là đã đúng. Để cảm thấy sự hiểu biết về Phật pháp của đệ tuy chỉ như giọt nước trong biển cả, và tuy chưa vào được cốt tủy của đạo, song đã đi thì phải đi cho trót. Đợi đệ tinh thông tam tạng giáo nghĩa, đảm nhiệm chức vị thầy của trời, sau đó tu hành cũng chẳng muộn. Nhưng đời người vốn vô thường ngắn ngủi, lỡ như hiền đệ chưa học xong tam tạng giáo nghĩa đã bị vô thường cứu mất thì sao? Cho nên chuyện tu hành là chuyện cấp bách nhất. Nhưng người em vẫn bất chấp, chặt vào ý kiến của mình, không chịu nghe lời khuyên của anh. Không lâu sau, người em mắc phải một cơn bệnh quái dị, không có thuốc nào cứu chữa, chỉ còn chờ chết. Biết là không thể thoát chết, người em vô cùng khiếp sợ, nói với người anh rằng: lúc trước tiểu đệ ngu si đuôi mù, không chịu nghe lời khuyên bảo của hình hiền huynh, bây giờ đứng trước cửa tử, tu hành không kịp nữa rồi. Người em nói mà nước mắt ràn rụa: xin lỗi anh. Và không lâu sau, trút hơi thở cuối cùng, người anh niệm tình anh em, bèn nhập định quán sát, xem người em thác sinh về chốn nào. Khi thấy người em đã thác sinh vào nhà một ông trưởng giả, người anh bèn nghĩ đến chuyện cứu độ cho em. Nhà của người trưởng giả ở gần một ngôi chùa, người anh bèn về ở đấy tu hành để dò xét chờ đợi cơ hội. Trong đời sống mới, người em vừa lên 3 tuổi đã được người anh cho quy y và dạy niệm Phật. Đó là một đứa bé thông minh khôn ngoan, học đâu biết đó nên được mọi người yêu mến. Khi nó được 4 tuổi, một hôm được bà nhũ mẫu bồng lên chùa trên núi thăm sư phụ. Chùa tọa lạc trên một ngọn núi cao, các bậc thang bằng đá thì khúc khuỷu gập ghềnh. Bà nhũ mẫu bồng đứa bé trong lòng sơ ý vuột tay, đứa bé rơi xuống núi, máu đổ thịt rơi, thân hình tan nát, chết một cách thê thảm. Ngay trong sát na nó lìa đời, trong tâm sinh khởi niệm ác, oán hận bà nhũ mẫu ôm mình không cẩn thận, khiến cho phải gặp tai nạn như thế này. Vì niệm sân hận trong tâm nên chết rồi là đọa ngay xuống địa ngục. Khi người anh biết được chuyện này, thương xót đứa em bất hạnh đã đành, nhưng ông còn nhập định xem nó thác sinh vào chốn nào. Bỗng nhiên trong định, ông thấy em mình đã rơi xuống địa ngục, bất giác than dài: trong địa ngục khổ sở đến chừng nào, khó độ đến chừng nào, chư Phật và chư Bồ Tát còn không cứu được nữa, ta làm sao cứu được hiền đệ đây?
Phật pháp khó được nghe, thân người khó được. Mà một khi được rồi thì có được bao năm? Chúng ta phải nắm bắt cơ hội, cố gắng tu hành trong đạo Phật. Hiểu đạo tuy là chuyện quan trọng, nhưng thực hành đạo càng cấp bách hơn. Nếu đủ nhân duyên, tốt nhất là nên tu và học cùng một lúc. Hành và giải phải được coi trọng ngang nhau. Bằng như chưa đủ nhân duyên, việc trước mắt phải lấy sự hành trì làm trọng. Kẻo vô thường chóng vánh, hối không còn kịp. Kính thưa quý vị, trở lại vấn đề của Thầy Thích Minh Tuệ, thì đúng như chánh pháp mà trong lời Phật đã dạy, vừa hành và vừa học. Hành là hành cách nào? Hành trì khổ hạnh, đi quá duyên, để cho các Phật tử thấy một hạnh tu của người đã dứt lần tham ái, không còn vấn vương với cảnh đời hiện tại, không còn sân si tham hận thù oán chi hết. Đó là một hạnh. Và học là học cái gì? Là ngày chỉ học cái sự chịu đựng cái khổ hạnh. Thầy Minh Tuệ đã từng thường nói, hiện nay tôi là chỉ đi học chứ không có nghĩa là thuyết pháp giảng giải chi hết. Vừa học mà vừa hành. Thay vì các sư trong chùa bây giờ thì người ta nghĩa là học kinh sấm rồi tụng kinh gõ mõ, điều đó thì đó là cũng là một pháp tu, nhưng mà cái đó là cái tu thuần tí của các vị sư, nghĩa là thường trụ trong chùa. Còn đây là tu theo cái hạnh đầu đà, thành thử ra nhân duyên khởi nghiệp của Thầy Minh Tuệ rất đáng được trân trọng và mọi người đều ủng hộ. Cũng như trên mạng xã hội quý vị thấy có nhiều vị cũng là có danh vị địa vị trong xã hội, là người đời cũng có tiếng tăm, vẫn còn là đến để mà xin cầu duyên với Ngài, cũng là ngưỡng mong để cho Ngài dẫn dắt theo con đường đạo pháp, theo của Thầy, theo con đường đạo pháp. Vì Thầy Minh Tuệ thì từ Nam ra Bắc và từ Bắc vô Nam để trợ duyên cho những người chưa hiểu rành về Phật pháp. Thì như chúng tôi đã nói, trong thời gian ngắn thì rất được nhiều người ủng hộ, và đây là một cái hiện tượng đang nóng trên mạng xã hội và sẽ còn tiếp diễn nhiều ngày tháng tới nữa. Bởi vì thầy sẽ vô Nam mà chưa biết thầy Minh Tuệ sẽ đi tới đâu, mà hiện nay là trên đường từ ngoài Bắc trở vô Nam thì thầy vừa tới Thanh Hóa rồi, sẽ qua vùng cao nguyên, rồi sẽ vô tiếp là phải qua Thanh Hóa, rồi vô Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, và còn tiếp tục trên con đường. Và xin kính chào quý vị, và cũng kính chúc quý vị một ngày mới vạn sự như ý và tinh tấn trên con đường đạo hạnh, và tiếp tục ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ trên con đường hành đạo của mình. Trân trọng xin kính chào quý vị. Và thấy clip video có nhiều sự bổ ích, xin quý vị ủng hộ cho phần đăng ký và chia sẻ để chúng tôi có nhiều động lực làm thêm những clip mới để cống hiến cùng quý vị. Trân trọng kính chào.